Hello tất cả mọi người, thì mình là Dư, huấn luyện viên chạy bộ, và mình cũng như là Cường và Nhung sẽ là huấn luyện viên chính, sẽ dẫn dắt câu lạc bộ mình cho đến giải vô Cari. Thì vừa rồi chị Ngọc có đặt cho Dư là một số câu hỏi là Dư ơi, mình có chia nhỏ mục tiêu tập luyện hay không, và sau một tháng thì chị cần đạt cái mục tiêu gì, và sau 2 tháng là gì, và chị muốn biết chị đang cá biệt như thế nào và ráng buộc vào tố chất gì đó, và lý tưởng mỗi tuần tập luyện ra sao, và tự tập ở nhà như thế nào, thường xuyên như thế nào, và đặt để đạt được kết quả tốt. Thì để trả lời được cho cái câu hỏi, những cái câu hỏi này á, thì Dư cũng như là ban huấn luyện đã lập ra một cái kế hoạch tập luyện cho câu lạc bộ mình dựa trên cái khả năng cũng như là các cái thời gian sắp xếp cái công việc của mọi người để mà mọi người có thể thuận tiện nhất nha. Thì mình sẽ vào phần đầu tiên, đó là phần tổng quan về kế hoạch tập luyện của HSBC Running Club dành cho UB cũng như là HAP, cự ly HAP Marathon đến giải Bokari Sweat Run Việt Nam 2023. Tại vì ở câu lạc bộ mình á, là sẽ có đến 28 anh chị sẽ tham gia giải Bokari ở thời gian tới, thì gồm có là 15 anh chị tham gia cự ly 5 km và 12 anh chị tham gia 10 và một anh chị, một người tham gia cự ly 21 km nhé. Thì ở đây anh chị sẽ có 3 nhóm tham gia 3 cự ly nhé. Vì vậy để mà một câu lạc bộ mà có nhiều runner, có nhiều thành viên mà tham gia nhiều cái cự ly như vậy, thì mình phải xác định cho mình biết được mình phải tập được bao nhiêu trên khối lượng trên tuần, và đến giai đoạn nào mình cần tập thêm cái gì nha. Thì song song với cái câu hỏi, các cái câu hỏi của chị Ngọc á, thì Dư đã làm cái kế hoạch ở đây. Thì kế hoạch ở đây thì mình sẽ chia nhỏ ra làm 3 giai đoạn chính nha. 3 giai đoạn này sẽ tập dựa trên 12 tuần tập, bắt đầu từ ngày 28 nè, từ trước lễ cho đến giải Bokari là 19 tháng 11 nha. Cái giai đoạn đầu tiên của mình sẽ gồm có là 5 tuần tập luyện và tập sức bền chung, có nghĩa là anh chị ở cái giai đoạn này, ở cái giai đoạn đầu tiên của mình gồm có 5 tuần, màu xanh anh chị có thể thấy là mình sẽ tập sức bền chung và tập kỹ thuật nha. Là tất cả các anh chị, tất cả cái cự ly thì mình cũng sẽ tập những cái giáo án mình tập cùng nhau hết nha. Và anh chị chú ý ở đây, có nghĩa là đến cái giai đoạn này thì bắt buộc anh chị, những anh chị mà tham gia cự ly 5 km thì mình sẽ chạy và đi bộ được từ 4 cho đến 6 km, và những anh chị mà tham gia cự ly 21 cây thì mình chạy liên tục là được 4 đến 6 km. Thì cái giai đoạn này nếu mà mình được đến được bao nhiêu km này thì mình sẽ tự tin hơn rất là nhiều nha. Và tiếp theo đến cái giai đoạn thứ hai là cũng sẽ gồm có 5 tuần, và giai đoạn này thì anh chị sẽ đi tập những cái bài chuyên sâu hơn, có nghĩa là những cái bài giống như là interval, tempo, chạy easy gì đó. Thì đến giai đoạn này nó sẽ, những cái bài tập nó sẽ chuyên môn hơn và sẽ phân hóa anh chị nhiều hơn những cái nhóm chạy. Có những nhóm chạy 21, nhóm chạy 10 cây, thì bắt buộc những cái nhóm chạy, những anh chị nào mà tham gia cự ly 21 km thì mình nên tham gia một buổi chủ nhật chạy long run ở Sala cùng với câu lạc bộ em nha. Thì cái khối lượng của giai đoạn này á, thì anh chị bắt buộc những cái anh chị mà tham gia cự ly 5 và 10 km là mình đã chạy liên tục được 7 đến 9 km rồi, có nghĩa là gồm có 10 tuần là mình đã chạy được 7 đến 9 km rồi đó nha. Có nghĩa là liên tục, không phải là mình chạy quá nhanh, có nghĩa là mình chạy theo sức của mình nha. Có anh chị chạy 7, có anh chị 8, có anh chị chạy cả 70 và 11 luôn nha, có nghĩa là mình chạy theo sức của mình nha. Và những anh chị mà tham gia cự ly 21 km á, thì mình đã đây chú ý nè, có nghĩa là mình sẽ chạy được đâu đó là khoảng 16 km. Lúc này mình sẽ tự tin hơn cho việc cuối cùng là cái giai đoạn 3, là giai đoạn gồm còn có 2 tuần chuẩn bị race và race. Giai đoạn này thì rất là ngắn, giai đoạn này thì hầu như anh chị sẽ tập rất là ít và tập trung vào nghỉ ngơi cũng như là dinh dưỡng để cái ngày mà mình thi đấu mình được bung cái sức tốt nhất nha. Thì ở từng giai đoạn tới nó sẽ có rất là nhiều giải, thì quan trọng vẫn là khi anh chị tham gia các giải thì anh chị cứ thông báo đến các huấn luyện viên cũng như là trainer sẽ có cái hướng điều chỉnh cũng như là giáo án hợp lý cho anh chị.
Rồi anh chị xem, nhớ là chú ý mình xem cái này và mình biết là đến tháng nào, ví dụ từ đây cho đến đầu tháng 10 là mình sẽ chạy được đâu đó là khoảng 6 km nha. Và từ tháng 10 cho đến đầu tháng 11 thì mình chạy được đâu đó là khoảng là được 7 cho đến 9 km nha. Còn những anh chị 21 km thì mình sẽ chạy 16 cây nha, và cuối cùng là về đích. Ok, bây giờ mình đi tiếp nha. Đi tiếp tới cái phần chú ý, thì đặc biệt là khi mà mình tập một cái giáo án tập luyện cũng như một chương trình á, thì mình phải đọc kỹ cái phần chú ý cũng như là phần ghi chú của huấn luyện viên. Tại vì những cái phần này là những cái phần hướng dẫn để mà mình có sự chuẩn bị tốt hơn và hồi phục tốt trong quá trình tập luyện. Đây, đầu tiên là thành viên câu lạc bộ của mình á, thì sẽ chủ động sắp xếp thời gian theo giáo án sao cho đảm bảo thuận tiện và đầy đủ nhất. Thì có nghĩa là khi anh chị tập luyện mà anh chị không tập được ngày hôm nay thì anh chị có thể tập mai nha. Và ngày mai nếu mà mình không ngay cái buổi tập mà mình không tập được thì mình cũng có thể sắp xếp tập sớm ngày hôm nay nha. Rồi các bài tập được thiết lập trên đồng hồ Garmin, cái này á, là nó sẽ là một cái cao hơn một tí xíu. Nếu anh chị nào mà có đồng hồ Garmin hoặc là mình sử dụng các cái lịch á, thì mình có thể note vào nguyên một cái lịch luôn và mình tập theo cái lịch của mình, nó sẽ dễ hơn nha. Và đặc biệt là các thành viên chú ý là mình phải căng giãn cơ đầy đủ để đảm bảo việc phòng tránh chấn thương và hồi phục trước và sau tập luyện. Thành viên ăn nhẹ trước khi tập, vấn đề ăn nhẹ này cũng rất là quan trọng nha, có nghĩa là khi mình ăn nhẹ thì mình sẽ tốt hơn, chạy sẽ tốt hơn, mình sẽ khỏe hơn cả trước và sau. Và thành viên chuẩn bị nước uống trong tập luyện, nhớ nha, nước mình sẽ uống trong tập luyện gồm có là 10 đến 15 phút mình uống một lần hoặc 2 km mình uống một lần, không để cho mình khát. Nghĩa là mình canh thời gian khoảng bao nhiêu đây được mình uống, chứ mình không để cho mình khác. Rồi, thành viên dùng recovery, cái này là sẽ dành cho những anh chị nào mà tập với cái cường độ cao hơn và những anh chị hướng đến việc mà mình tìm PR, cũng như là những anh chị tham gia cự ly 21 và 42, có nghĩa là nó sẽ dài hơn. Còn những anh chị là 50 km thì mình chú ý những cái phần trên ha, những phần này. Rồi cuối cùng á, là anh chị chú ý cho em là trong quá trình tập luyện, nếu cơ thể bị đau mỏi ở các khớp lưng đó, đầu tiên là phải dừng lại nghỉ ngơi đó, dừng lại nghỉ ngơi nha. Sau đó có thể hồi phục bằng cách chườm lạnh, ngâm lạnh để kịp hồi phục đó, và không để nó chấn thương nữa. Có nghĩa là mình sẽ chườm lạnh nha. Rồi mình đi tiếp nha. Rồi tiếp theo là cái biểu đồ về cái khối lượng tập luyện để cho anh chị dễ hình dung, có nghĩa là cái đường màu xanh đậm nè là cự ly 21 km, và đường màu xanh sáng này á là anh chị sẽ chạy cự ly 50. Ở mình có thể thấy cái khối lượng của 21 km hầu như là nó gần như là gấp đôi cái cự ly và 50 km trong quá trình tập luyện trên tuần. Đây là 12 tuần luôn nha. Và anh chị có thể thấy tuần 5 là tuần recovery của mình nên cái khối lượng nó thấp. À, tiếp tục mình tăng khối lượng tiếp đến tuần thứ 9, mình tiếp tục mình có một tuần recovery, mình giảm khối lượng và tiếp tục tăng lên, và cuối cùng 2 tuần cuối là mình bắt đầu tập rất là ít cho đến thi đấu nha. Anh chị chú ý phần này. Rồi tiếp theo mình sẽ vào chi tiết về giáo án. Thì giáo án ở đây á, thì em sẽ nói sơ về các cái giai đoạn, mà có nghĩa là cái giai đoạn sức bền chung nè, thì em đã lên một cái giáo án sẵn và từng ngày từng tuần mình có điều có cái giáo án tập luyện. Và giáo án tập luyện của mình nó sẽ xen kẽ, có nghĩa là mình sẽ có ngày chạy và ngày nghỉ, đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là những anh chị nào mà tham gia cự ly 21 km á, thì mình cố gắng mình sắp xếp vào sáng chủ nhật mình chạy long run cùng với cái câu lạc bộ Scatter Running Club. Hiện tại bây giờ còn có em và còn Cường và Nhung hướng dẫn ngoài đó, thì khi anh chị ra chạy tham gia thì anh chị sẽ đảm bảo được cái khối lượng 21 km nha. Ngoài ra những cái ngày nghỉ này nè, nếu mà anh chị không chạy được vào thứ ba thứ năm thì anh chị có thể là thay thế nhá, tự chạy vào ngày thứ hai hoặc thứ tư hoặc là thứ sáu để mà mình đảm bảo nha. Về phần này em sẽ đi nhanh nè, rất là nhanh anh chị. Rồi tiếp theo khối lượng chuyên môn, thì tuần này nó rất giai đoạn này nó rất là quan trọng, nghĩa là giai đoạn này mình sẽ có những cái tuần tập khối lượng cao hơn là cái giai đoạn trước, và những bài tập nó sẽ đảm bảo cho việc cũng như là mình sẽ tự tin hơn. Thì nó vẫn giống như cái giai đoạn kia mà nó khác ở chỗ là cái khối lượng tiếp tục tăng lên. Rồi đi tiếp. Rồi giai đoạn race và chuẩn bị race,
Thì giai đoạn này là chỉ có 2 tuần thôi, và anh chị nhớ chú ý là giai đoạn này mình nghỉ ngơi và ăn uống dinh dưỡng và tập luyện theo cái giáo án của huấn luyện viên. Và chú ý giai đoạn này mình không tập bụng nữa nha, có nghĩa là hai giai đoạn trước thì mình thiếu bài, mình cố gắng mà sắp xếp mình tập bù, còn đến giai đoạn chuẩn bị race và race là mình không tập bù. Nếu mình bận thì cứ miss qua cho em nhé, cứ miss qua cho đến thi đấu, tại vì nếu mà tập bù nó sẽ dễ, rất là dễ bị overtraining, có nghĩa là cái cơ thể mình nó không hồi phục kịp để mà ngày thi đấu mình có thể là thi đấu dùng hết sức và đạt cái trạng thái tốt nhất. Rồi cuối cùng là cảm ơn anh chị đã theo dõi nha. Và những cái video này á, thì em nói cũng rất là chi tiết về cái quá trình mình tập luyện cũng như là giáo án. Thì em sẽ gửi riêng về cái giáo án này cho nhóm mình, và anh chị sẽ có thể là photo ra để mình tập, nếu anh chị không có đồng hồ, gặp pin hoặc là không có cái lịch để mà mình note thì mình photo ra. Và khi hôm nào anh chị tập xong thì anh chị đánh dấu tích vào trong đó. Và hôm nào anh chị không tập được hoặc là tuần đó anh chị không tập được thì anh chị phanh tròn lại để mình đảm bảo mình biết là sau 5 tuần mình tập mà mình không chạy được 4 đến 6 km thì mình xem lại mình tập có đủ hay chưa nha. Nếu mà ngày đó mình không tập thì mình phanh tròn và tự tìm kiếm thôi nha. Thì nhớ là theo dõi cái quá trình tập luyện của mình, và cảm ơn anh chị nha, và hẹn gặp lại anh chị ở những cái buổi tập tiếp theo.